chia bật thông khi nhóm chắc khi nhóm bật cả đồn nà nên khi nhóm rốt rõ xôm krap thoai bằng cúng xâm đạch ra xong kể tạng bì gần nát bật thay ra nụ thay ra cổ bật ơn chú tì cổ rụp sơ cả rạ xôm cổ rụp xâm đạch ai ạ đóm nẹ ọc nhá bọc nhá lô chùm tiếu lốp lực xa rấy nẹ nhìn cả nhà tiền ốc đa công phong tay tạm đoàn tốt xa nà kạp sái rộng bọc ê âm ai ạ rây dạ thọc mà tiền ốc chú tì cổ rụp nâng chú tì mì trầy nếu bên này, khi nhóm chắc, khi nhóm bà cả rằng nên khi nhóm đã chỉ nhận xâm rùa nâng lục rù tùy kinh sở riêng chia với khẩm mình kết dụ lực nông cảm vị thí nê tì ạ xò xa khả mai lìa thang ngày này ạ xò xa khả mai chìa mê nây ca sạc xá chìa mê nây bạch nhá chìa mê nây xà lập bạc đảm bầy ở dù chụp bác xôn bà thay ra nụ thay ra xâm đách, ạ đóm, nê ọc nhá, lô chân tiếu lúc lúc xa rấy, nhẹ niên cả nhà tàng ốc, bà sân đáp, snap, nâng tuốt xa nà đi tì ạ xo sạc mái, krong bà thên ạ bót bịa tùm nâng bộ rán. Bịa tùm nâng bộ rán, chi bịa bịa tùm đà bộ bẹ bộ rọc mái dưỡng, bàn bà dô bạp ỏi đứng, ca khó trớ, ná krọ lọ, đào nguyên lúc rung tùy kim xa riêng, chi việc khám minh bộ xa rai thoai bà kiên chùn. Xong bệnh chạy thá, lúc rủ tùy kìm xe riêng chìa xa mạch chất cổng bậc xa chết thê xa khám ái, nâng chìa bật thiên xa mạch cung trụ trông ạ xô xa nâng bọc bật thô khám ái. Bốn nâng chạp bạc đàm được khăn cầm vị thí ní, nếu khăn nhóm xong cổ rục nâng xong chụp được xuống lạc rú. Bà, mẹ chùa ở nhà bà. Chà, chụp được xuống lạc rú. Thay ní, bật thiên đã bọc cầm vị thí, bỏ dưỡng bàn bọ xa rai ẩm bì, bịa thá tùm nâng bộ ràng. Được chứ nâng nhóm có xong xua xử lúa thì muối từ cả lục rú. Táo bị tùm nông bộ rán viên áp tầm này dạng bình đại trả sống một con lục rú. Bà, chia bà thăm, nhóm bà cạn đá cho bà tùy kìm chiêng kìa. Thầm mà chờ cọng bậc xa chiết tài sạc mai nê rìm đất cho cam chia bà thiên. Thầm mà cùng tự tổng xô xa nông vật thọc mai xâm thoại bình cùng bộ khôn chạc cùng ăn. Nghiệp xua đó bọn phôn tổng ớt để bàn đập cảm thấy xô xa mai nó. Hay bị tùm nông bà rán ấy. Đại miên được khả năng về chân hàng khả năng khả năng khả năng khả năng khả năng. Phải mà hà đây chôn nát chôn tình nhiên náu và sang rịt hạ tìm mũi khả năng hàn cái này phải chân chạy khả năng khả năng. Vì chúng ta bị tâm tâm bà ràn chỉ cho rằng là khả năng về chân hàng khả năng. Đại nhóm bà cả nà khả năng bàn tập xa trào chiêu truyền dù là đất phải thả bị tâm tâm bà ràn nó. Chỉ bị đại chân phí dự phía sật. Chỉ tụ tử chân phí dự phía sật. Hay phổ biệt bà rõ dưỡng, đồn ta dưỡng lục miệng bọt bị sao lục lòng khát nông chỉ vất ruột ngay, ruột rõ ngay chỉ trả ơn nâng lục bàn tròn kron biệt mai bà rán nông mùi chùm luôn để chặt tụ thạch chế biệt tùm đồng bà rán để chênh biệt, chênh biệt, phải hỏi thạch chênh biệt phía sật chế tụ tư nâng và đấy còn là biệt tùm đồng bà rán nâng tôi chỉ biệt biệt tâm, biệt bật đôi, biệt thiệp vì khlâm xa mùi từ khlâm xa mùi nâng lúc ta gặp tục kia biết tùm nâm bà ràn vì bố dân vô lại biết ta tùm nâm mong bởi dân hạt tấm về tư cho tùm nâm nó vì hạ thật phân hạt chê tùm nâm xô phố cạch chương phố cho ông nô tâm tư cho tùm nâm ai bà ràn nó cứ bê nê chạc dù hai nó kia phơi cá nó hạ thật biết tùm nâm bà ràn cứ việc biết ai tùm nâm nó bà ràn cứ biết được biết thâm biết đôi tăng kia bà ràn hốt nó sắp ngay để dân trả nâng chắc sau một con lục rô đặc bản bỏ sài nở sầm nồi đang có bọc bái để chắc nhung của sầm xuôi sầm nồi tự bật to từ can lục rô ta kia tùm lum bỏ rán đang kia tùm lum tùm liền đang biên lại cả nặng khó khăn như dạng đời bị đại cha ba là tiệm tôi kia tùm lum bỏ rán hay tiệm tùm lum tùm liền đấy và là kia tùm lum hay nó bù tùm liền và là giờ tu tới lục rau kia tùm lum bỏ rán kia tùm lum bỏ rán đó và là cái lá kia là vô tập ra mình vào bịa tùm tùm rán tập bịa tùm 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 niêm tập bình và nó bịa lời cá nó không về cho nàng cầm máy rồi bảo tùm lại cho nàng hà tùm mấy tay chua nát chua tùm nhiên nào cho sang người nạ thì mưa tham hàn cái này bởi trên trạng cảm tiền nó bịa tì mô nó cứ bịa tùm tùm rán kịp lời cá ná rồi chứ nãy bịa tùm 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 niêm nó miền đây tha bịa rịp tâm rịp ở đôi tay và đấy bị cái tùm đâm ô tùm niêm không tụm niệm cứ phổ bay ni ở quay được cả long tới phật du hào như thế thế cho nên ở tận đây là phía thằng phi nó ai vào chụp đồ khe ban cứ điền khe ban để ai vô khe ban nó phía thả tụm nằm rán hay nó phía tụm nằm tụm niệm mà vậy giờ rút phía thằng phi nó cứ ban ai vào chụp đồ khe ban đây ban ban chắc
ចាលោកគ្រូអរគុណចាលោកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំបើសូមសួរសម្រួលទៅលោកគ្រូបន្តតើថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានពាក្យទំនឹងបុរាណអ្វីដែលយកមកចែកជូនដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីអសរសាស្ត្រខ្មែរនៅថ្ងៃនេះចាសូមជម្រាបបាទដល់អញ្ចឹងលើកឡើងមួយនៅក្នុងវេទនាក្រមហ្នឹងគឺតើតួងនឹងចិត្តជាទេវតាមាត់ជាទេវតាពាក្យហ្នឹងគឺថាគេខ្លោបឮទៅអស់គ្នាយល់អស់គ្នាដែរថាអូចិត្តជាទេវតាមាត់ជាទេវតា អញ្ចឹងវាមានពាក្យច្រើនដែលយើងយល់ថាម៉េចហើយចិត្តម៉េចហៅថាចិត្តជាទេវតាចិត្តយ៉ាងម៉េចគេហៅជាទេវតាមកឃ្លៀរនៅហើយមាត់ជាទេវតានោះមកឃ្លៀរទៀតទៅដូច្នេះពាក្យអត្តន័យនៃពាក្យចិត្តនេះដែលយើងសរសេរយើងទូទៅនោះចេះសរសេរទាំងអស់គ្នាហើយចិត្តនឹងតយើងតនឹងប៉ុន្តែអត្តន័យនៃពាក្យចិត្តនោះមកពីប្រភពដើមរបស់ពាក្យចិត្តនោះគឺបាលីថាភាសាបាលីចិត្តតយើងតនោះបាលីអាចិត្តៈ ដល់ខ្មែរអានតំតចិត្តអានចិត្តយ៉ាងឯងហើយដល់អត្តន័យនៃពាក្យចិត្តហ្នឹងគឺនៅក្នុងវចនានុក្រមនោះពន្យល់អត្តហ្នឹងអត្តន័យនៃពាក្យហ្នឹងប្រែជាខ្មែរនោះគឺ7អត្តន័យនៃពាក្យចិត្តហ្នឹងដូច្នេះចិត្តហ្នឹងន័យទី1ស្មើនឹងខ្មែរថាគំនិតចាគំនិតណាដូច្នេះពាក្យថាគំនិតមួយម៉ាត់តែពាក្យថាគិតវាជារាសាប់ដល់គំនិតនេះវាជានាមសាប់គេហៅផ្នត់ជ័យទម្រង់សរពោះក៏ចុះសរពោះកាត់ជាងពោះចុះឧបណោ ណ៎ចំនួននឹងហៅថាគំនិតដូច្នេះយើងយល់ពាក្យបាលីថាចិត្តហើយខ្មែរថាគំនិតដូច្នេះពាក្យថាគំនិតមួយម៉ាត់ណាយើងយល់មិនដែរនៅក្នុងវចនាកម្មលោកពន្យល់ពាក្យគំនិតបានការគិតចា៎បើរវាងពាក្យថាគំនិតហើយនឹងការគិតអត់ដូចគ្នាទេគំនិតនឹងវាជារីសាល់វាជាលទ្ធផលនៃការគិតការគិតវាជាសកម្មនាមមួយដែលមានការនឹងបូកនឹងគិតជាក្រិយាសព្ទនឹងទៅជាការគិត ហើយអត្តន័យនៃពាក្យពីរហ្នឹងឲ្យមួយការគិតមួយគំនិតបន្តដូចគ្នាទេអញ្ចឹងណាដូច្នេះអត្តន័យរវាងពាក្យថាចិត្តហ្នឹងជាខ្មែរយើងគំនិតមួយទៅដល់ទី2ចិត្តហ្នឹងប្រែថាធម្មជាតិដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍ណាធម្មជាតិដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍ហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាចិត្តដែរដល់ទី3ហ្នឹងធម្មជាតិ តែងតែគិតតែពិចារណាតែតែរីគិតហ្នឹងក៏ហៅតែចិត្តដែរហើយដល់ទី4ហ្នឹងទី5ហ្នឹងវាតែចិត្តហ្នឹងគឺស្មើយើងមកថាធម្មជាតិសម្រាប់គិតណាធម្មជាតិហ្នឹងគឺថាចិត្តហ្នឹងវាធម្មជាតិសម្រាប់តែគិតទេសម្រាប់តែគិតសម្រាប់ត្រេះរីដល់ពិចារណាហ្នឹងគឺវាជាធម្មជាតិមួយដែលជាមុខងាររបស់វាតែគិតហ្នឹងហើយណាហ្នឹងគឺគឺប៉ិនហើយដល់មួយទៀតហ្នឹងទី6ហ្នឹងធម្មជាតិសម្រាប់សន្សំអារម្មណ៍ ហើយដល់ចិត្តមួយទៀតហ្នឹងក្នុងន័យទី7ហ្នឹងធម្មជាតិហ្នឹងគឺមានន័យថាចិត្តហ្នឹងស្មើនៅពាក្យមួយទៀតគឺវិញ្ញាណវិញ្ញាណៈណាហើយញៀនវាទៅជាវិញ្ញាណហ្នឹងវិញ្ញាណៈវិញ្ញាណៈបបាយជាខ្មែរយើងថាធម្មជាតិដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍ដដែលទេចា៎ដូច្នេះអាហ្នឹងពាក្យថាចិត្តហ្នឹងដូច្នេះដែលយើងយល់ពាក្យសភាវៈរបស់ចិត្តនេះទាំងអត្តន័យទាំងបំពេលដោយខ្ញុំប្រកាសណាស់ជាបាទលើកឡើងប្រគេនជូននោះគ
lại bà. Cha sống ở cổ nục rũ đã bàn bỏ xài nơi áp tình này đã bỏ kiện chật bàn giang của bọc bái chôn đo bóng bộ này cầm bông tay tôi xin được không còn thì địa thế này đi được chứ nhắc nhau mở sông xua xâm nua tờ lục rũ chất bịa tê và toát nó nên áp tình này giang đời đại trà của cổ bà là bịa tê và toát đấy chỉ bịa rồi bỏ lại là tê và toát tạ tê và toát tạ nó từ đây tôi được ấy hãy vua to trường to tê và toát tạ chỉ bịa và lầy nữa à. Thế cho nên bịa tê và toát nó bây giờ đăng của vọt khác là tê và toát nâng và xa mà xa một cho bà đồng thu cho mình chạy nơi giới bọn phố cho đồn mùi vọt thế nhá nào bọn phố cho đồn mùi nó phía mà cần tới bọn phố cho đồn mùi nó phía và nãy bọn cho đồn mùi phía bọn mùi dùng phía mình nên là phía xa mà xa một phố ôn cho đồn mùi nó bọn tê và toát nào những bạn bọn thầy tê và toát cho bọn thầy bọn phía hay phía chụp ôn thầy cần tới được cho nên là tệ tuông tê và toát nâng cứ bọn phố nâng phải xa mà xa một phần ở trên này phổ vọt thì tới thà tê và toàn nâng cao vì nữ tròn chiết cầm nát mà tay anh ta rô rương tay anh ta vô phổ phút nâng chiết sở trâu tay anh ta chiết sở trâu nâ hồi đó là đồng nạc ca trong rồi nó cứ ban tập bua riêng vì xa mà xa một phần cho bà đồng tu cho mà chàng này dư nâng